Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn ở Hải Dương. Để tiếp tục ủng hộ kênh Hanh Nguyễn cũng như dành cho Hanh Nguyễn những tình cảm, các bác hãy ấn vào nút màu đỏ để đăng ký kênh, cũng như ấn vào quả chuông để nhận được những video mới nhất được cập nhật từ công ty điện Hanh Nguyễn. Ngày nay em lại có một sản phẩm tuy là mới với em, nhưng thực ra em đã bán rất là nhiều rồi. Đó là đầu Việt Ca TV HD Pro. Thì đây là một cái dòng hay còn gọi là cây hát, tức là để phát ra những cái bài hát để các bác hát được. Thì dòng này đối với phòng hát chuyên nghiệp thì 100% phải dùng với nó, còn đối với gia đình thì cũng có thể có bác có, có bác không. Thì một cây hát nó bao gồm những thiết bị gì thì sau này em sẽ giới thiệu các bác như sau. Một cây hát hoàn thiện thì nó phải có một cái đầu, hay là gọi là đầu này là chứa ổ cứng. Ổ cứng là chứa các cái file nhạc đấy. Thứ hai là một màn hình. Màn hình thì đi theo màn hình nó là những phụ kiện đi kèm, và đi theo đầu thì nó có những phụ kiện thì tí em giới thiệu cụ thể sau. Thì đây là một đầu đến từ hãng Việt Ca TV. Việt Ca TV thì gần như ở Việt Nam chúng ta các phòng hát sử dụng đến 90% là đầu Việt Ca TV, bởi vì thứ nhất là bền, thứ hai là thông dụng và dễ sử dụng. Đó là Việt Ca TV, chế độ bảo hành cao và hãng có thể là hỗ trợ về chép những bài hát mới. Thì đó là những cái đặc điểm trạm bảo hành ở các tỉnh đều có. Thì đây là cái hộp chứa cái đầu. Chứa cái đầu. Thì cái đầu này nó có các mẫu sau. Mẫu nhất là VKHD 3T Pro, VKHD 4T Pro, VKHD 6T Pro. Thì 3, 4, 6 khác nhau gì? Tức là cái dung lượng ổ cứng. Cái ổ cứng này giống như ổ cứng máy tính đấy. Vì 3T thì chứa được nhiều, 4T thì nhiều hơn, 6T thì nhiều hơn nữa. Thì cơ bản các phòng hát bây giờ thường là đầu 4T là quá thừa thãi để chép nhạc rồi. Nó giống như cái ổ cứng các bác ấy, hay là cái thẻ điện thoại ngày xưa đấy. Tức là 4T bằng 4.000 GB. 4T bằng 4.000 GB. Thì để đầu này của em là 4T. Thì đây chính là cái đầu. Cái đầu nó có màu ghi rất là đẹp. Phía trước là một công tắc tắt mở nguồn, một biểu tượng Việt Ca TV, Video One, màn hình, nút to nhỏ, nút dừng bài hát và chạy, nút tách lời và lách bài. Đây một tem của Trung tâm Kỹ thuật Tài liệu Nghiệp vụ Bộ Công an. Đây tem chống hàng giả. Cái đầu này nó không có đầu nhái đâu nhé, bởi vì đầu này chỉ có Việt Ca TV có thôi. Cái phía sau đây, dòng là dòng HD cho nên nó hỗ trợ rất là nhiều tính năng. Đây là dây cắm nguồn. Thì cái này nó chạy nguồn xung điện áp từ 110 đến 240. Tem chính hãng, mã vạch. Đây là đầu HD nhé, 4T. Quạt gió. Và đây là cái cổng để cắm cái dây mạng LAN để cập nhật những bài hát mới. Để lỗ cắm chuột đường HD, đây đường USB, đường HDMI. Có thể các bác lối màn hình bằng cáp HD, HDMI với là cái hình ảnh nó cũng đẹp đấy. Cái đường này ra có thể cả hình cả tiếng luôn. Và cái đường hình của HDMI bây giờ nó rất đẹp hơn là cái cổng ra video hay A gọi là AV. Đây cũng là đường hình nhưng hỗ trợ ra bằng AV, hỗ trợ đường âm thanh ra bằng hoa sen nếp rai. Và đây là cái dây để kết nối màn hình giống như máy tính đấy. Cái cổng ra là VGA, cổng côm để cắm chuột. Đây là cái đầu thu toàn vẹn như này. Thì những phụ kiện đi kèm đầu thu này thì bao gồm một điều khiển hay còn gọi là remote control điều khiển. Và đây chính là cái mắt để nhận điều khiển, cái mắt này bên này. Đấy. Người ta ghi là keyboard, tức là các bạn cắm vào cái lỗ keyboard này. Còn đây cắm chuột. Đấy. Keyboard. Cắm chuột như chuột máy tính đấy, keyboard là cái mắt. Để khi bác ấn mà nó nhận điều khiển được như trong TV đấy. Thì cái dòng này thiết kế rời, nhưng theo quan điểm của em thì nó thiết kế ở mặt máy hay hơn. Đấy. Nhưng có thể là phòng hát người ta phải đưa ra ngoài bởi vì nó có khi nó chắn khuất. Là một pin theo điều khiển, một cáp HDMI. Đấy, cái này 2 mét để kết nối màn hình TV như này, hoặc là màn hình khác mà có cổng HDMI. Và một dây AV rất là dài, thì xịn luôn. Dây AV. Đấy. Một dây nguồn và túi bóng để đựng toàn bộ số đồ này. Thì đấy là chính là cái đầu máy.
HD Pro 4T nó có những thiết bị đấy. Tiếp theo về cái màn hình thì đây chính là màn hình này, màn hình cảm ứng. Nó có số inch là 21,5, rất phù hợp với anh em chơi phòng. Màn của Viettel TV đấy. Thì dòng này là nó độ phân giải là 1080, tức là nó đạt ở cái cấp độ HD đấy, chứ không phải full HD luôn. Phân giải là 1050, 16:9 màn hình ấy, nó phát chế độ 16:9, có nhiều chế độ khác nhau. Và bên trong cái phụ đi kèm có một cái táp lô đấy. Và một chân inox, chân để bắt màn hình này. Cái táp lô hướng dẫn sử dụng, chỉnh bị ánh sáng ánh này, rồi có thể xoay ngược hát button là quyết dòng là hát, quyết bành là V function, có thể có xoay ngược màn hình này được đấy. Nghe thông tin cách kết nối rất đầy đủ, và đi kèm theo màn hình là một cái bộ nguồn adapter chạy điện áp là 12V, mà dòng rất là lớn nhé, 12V. Đây nguyên si một dây cắm nguồn, cắm cái cổ nguồn này, và ốc đây, dây cái dây này để kết nối giữa cái đầu thu và màn hình. Cái cổng nó như giống như dây máy tính ấy. Máy tính cây ngày xưa đấy, VGA cáp VGA, hình rất là đẹp. Và cái cáp này giống như dây mạng, mình đóng ra dây mạng ra, thì cái này sẽ cắm vào cái màn hình, và đầu này sẽ cắm vào cái chuyển đổi này đấy, bên này. Tức là phải cắm vào đây thì mình chúng ta mới thực hiện quá trình cảm ứng đây được, tức là mới chuẩn bài, mới vẽ viết đây được. Đây một đầu cắm màn hình này, và một đầu cắm vào cái giắt này, và hai đầu còn lại bên này. Đây hai đầu còn lại thì mình phải cắm một cái dây nhỏ này vào cái lỗ côm này đấy, và một cái cắm vào đây. Thì dòng cao cấp này nó hỗ trợ đường HD và cả cổng quang, nó sẽ quang ra nhé. Đấy thì toàn bộ cái thông tin về cái cây nó chỉ có theo thôi. Là một dây này là dây người ta gọi là VGA, một cục nguồn adapter, một cái chuyển đổi để cảm ứng, và cái dây này dây gọi là dây mạng ấy, để kết nối cho màn hình và cái cây. Đấy là toàn bộ cái cây hát Viettel TV như vậy. Thì các bác có nhu cầu về các cái cây hát hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 553 140. Đây là cây hát. Bây giờ là phần tiếp theo là em sẽ hướng dẫn cách lắp đặt như nào để cho chuẩn. Quay gì bỏ đây tiếp không phải. Nhưng mà quy trình lắp đặt với nhá, muốn lắp một cái màn hình này vào này. Đây một cái màn hình này, nó vào cái cây như này, giống như cái hình cái sách như này, gần như vậy, giống như cái hình cái sách đấy. Thì quy trình làm sao này, thế là bác phải chuẩn bị em cái nhựa này, đấy, đút vào đây, cái nhựa này bác đút đi, nó sau nó có khe sắt này, đấy, không tí là mình lắp sai là mình dỡ ra đấy, lại là khe này, lắp trùng vào đây, đấy, lắp trùng cái khe vào đây, thấy chưa? Đây này các bác phải chuẩn bị em sẵn một miếng này. Gần vào, gần máy không? Đây, miếng này đặt sát vào đây. Coi nha. Lắp vào đây. Đấy, thì cái miếng nhựa này nó sẽ ra ngoài. Miếng nhựa ra ngoài thì có dùng miếng ốc như này. Cái ốc như này. Đây. Ốc như này. Đây. Chờ em tí nhá. Vâng. Giá này. Phải sắt tay vào đấy. Quan trọng mình người ta phải nhìn thấy, mình phải nhìn thấy người ta nhìn thấy đâu. Em zoom là tôi nhìn thấy, nhưng có cái để sao. Đừng để vỡ ảnh. Đây. Tiếp tục. Bắt vào đây. Và bắt tiếp vào cái lỗ này. Tôi có 4 cái là ok rồi. Muốn cái ok
dừng đấy. Lại như này dừng nhé. Đây các bác giải nhiệm vụ là đút đút ba đầu dây này, một là dây nguồn đây, dây nguồn hai cái đầu dây này, ba này vào từ dưới này, cái luồn như này, luồn bằng được sang bên kia. Thế sau khi mà lắp xong cái gì này, tức là ba đầu dây nó sẽ thò lên vị trí này đấy, mình nhìn đây, đây là ấy mạng này, thì cắm là sao nó phải khéo léo này, đây ấn này, khi tháo ra mình bóp cái cá này bóp đấy, như này nhá. Thứ hai là cái dây này, dây VGA này, có chú ý này, nó có chiều chân này, đây lắp vào cái cạnh này mình phải cực kỳ cẩn thận đấy. Đấy, không xong vặn ốc nhá, không nó sẽ đấy như này, thì có thể mình lấy một cái tu vít mình vặn này vào tránh nó chụp tròn chặt vào đây. Đây là cái dây nguồn đó, đây là dây nguồn cắm vào đây, thì bác chú khi làm xong thì lên có một cái làn hoặc là cái dây gì bác buộc cá thế em. Đấy, có thể mình buộc cái khi mà mình có chỉnh phòng âm bánh nó rung nó bị tuột cái chân này ra. Cẩn thận lạc vào, một bên em làm một hát nhiều là đôi khi gánh thì không lạc vào gánh nó rung nó sẽ tuột ra, một là mất cảm ứng nó bị đơ mất nguồn thì cái nó hỏng không phải đâu. Đấy, đây là mình lạc chắc chắn này, đây thì mình có thể lạc không được bình cái kích một kia. Đấy. Họ cắt cái dây ấy thì có cuộn gà. Nhiệm vụ cho bác cần cho này vào này. Đấy. Sẽ đúng chiều hay ngược luôn. Tôi quay. Đó, xong rồi. Xài tí không xong rồi. Đây như này đúng không ngược cái chữ ấy. Đấy, về là mệt. Vẫn cho bác đi vỡ. Đấy. Khi mà xong ấy nó sẽ như này, thì bác dựng cái cây lên, làm sao cho đẹp chặt chẽ. Đây sau khi các bác cắm xong này, bác cắm em cái dây mà như bằng lan ấy đây, và cục vuông này, và bác chú ý em này, một cái đầu này mình sẽ cắm vào cái nút côm, cái này cắm vào USB, à mình nhìn chưa? Đây còn dây hình thì bác cắm vào đây chị em. Này nó có chiều nhá, nó có chiều nó đấy, không phải cứ mình cắn nào được đâu, có chiều đúng đấy, mình nhìn này là xong nhá. Khi mình cắm xong ấy thì mình sẽ cắm điện vào cái cây hát này, cái cây này rất là đẹp, và đây mình nhìn vào đây, nếu mà cảm ứng nó có này đấy, quay ra đây, cái này làm sao nó không ăn được cảm ứng, bởi vì là
À, em cắm điện trước. Bàn phím âm lượng. Tắt thì phải đóng lại mới nhá. Và tí em nhấn mạnh cách tắt theo đúng quy trình. Và có tắt sai là hay bị lỗi cây. Khi mình dùng thì mình bóc cái bóng ra. Đây là demo các bạn có thể xem một sát. Khi cắm xong thì âm thanh các bác sẽ lấy em lấy ra này. Đấy. Đỏ trắng ở âm thanh hoặc là cổng quang. Đây là hình này, đây là hình mới nhá. Đây là hình này. Đây là hình này, đây cũng là hình này, HDMI này. Đây là cổng cắm mạng vào. Dây mạng. Xong. Cái này khi mà cắm điện các phải chờ lúc nó khởi động xong thì mới làm được việc. Ủa cứ 4T vào đó đọc suốt cái dữ liệu ra RAM. Là RAM xong nó mới lưu cái dữ liệu tạm thời. Xin mời thiết lập chế độ chọn bài. Đấy. Xong. Thế bây giờ cái chính vấn đề này chọn bài thì các bác sẽ chú ý này. Nó có tiếng thì nó phải là nó ghi là tắt tiếng gạch chéo này. Nếu có như này là sẽ bị mất tiếng nhé. Như này là mất tiếng này. Còn như này cái dấu nhân này là có tiếng ra của cái đầu kia. Đấy, của đầu ấy. Và âm lượng thì bác sẽ đây. Bác lưng đây. Đây âm lượng. Cái bóng nó mắc quá. Âm lượng. Lấy cái nhạc mà cái nhạc cái TV nó kêu nhạc lên ấy. Đây âm lượng. Đây, âm lượng đây. Còn tắt thì bác chú ý em này. Muốn tắt thì bác phải vào hệ thống này. Đang lại nhớ vào hệ thống này. Vào hệ thống. Bác vào chỗ tắt máy. Nó hỏi có xác nhận không? Bác xác nhận. Thì tắt cái này là nó không bị lỗi cây. Nếu bác tắt tạch cái điện ngay là sẽ bị lỗi cây. Hãy lưu ý nhé, một số động tác như vậy. Chúc các bác thành công.